Vào đây anh em ơi. Hello anh em, và chào mừng anh em quay trở lại với channel của Chun. Hôm nay mình sẽ review một cái client mới, đó chính là Cloud Client. Thì cái client này nó mới ra khoảng 2 tuần trước thôi. Thì nghe tên có vẻ khá độc lạ bởi vì nó ở Bình Dương này. Thì cách tải làm sao thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em sau. Ok, và nếu như anh em thích video này hãy cho mình một like, subscribe và ấn vào cái chuông để có thể biết những video mới nhất mà mình đăng tải lên. Và anh em hãy bình luận xem video này có hay hay không. Ok, thank you anh em. Chúc anh em một năm mới vui vẻ. Xem video vui vẻ nhá. À chết quên, mình để link dưới phần mô tả nhá. Được rồi, khi mà anh em vào trong cái trang web của Cloud Clean thì anh em sẽ lướt thẳng xuống đây. Ok, thấy thấy không? Anh em vào download mod. Yep, ấn vào. Và nhà đây Cloud 1.8.9 với phiên bản 1.3.3. Anh em lướt xuống nữa. Đây có cái Cloud 1.8 jail này. Ok, ấn vào. Và oh shit. Không. Nó tải hai cái rồi. Không sao. Thì anh em sẽ cái Cloud đây. Thì anh em sẽ mở thêm một cái mục nữa cho mình. Anh em sẽ vào phần đây app data. Yep. Đây nó có cái Minecraft, anh em ấn vào. Đây có phần mod. You see this mod. Yes. Ok. Thì cái yep, thì mình vừa tải thì mình nhét thẳng vào đấy. Nhét xong rồi, ok. Rồi thì vào game này. Ok, hiện tại mình đang ở trong cái client này rồi. Thì nếu như anh em muốn vào menu của nó thì anh em hãy ấn vào phím shift ở bên phải. Yep, nó sẽ hiện cho anh em như thế này. Nó có cái chế độ sáng, chế độ tối. Ok. Chúng ta có rất là nhiều mod luôn. Full break này, keyshot này, FPS này, CPS này, freelog này, block cao chưa. Ờ cái gì đây? No HUD cam. À, cho những anh em nào biết HUD, no HUD cam này là cái mod gì ấy. Thì khi mà anh em nhận sát thương ấy, đánh ấy, thì nó màn hình nó sẽ không bị kiểu nó giật một cái. Đấy. Anh em sẽ chỉ bay ra thôi chứ không có bay cả cái màn hình rồi. Ở đây chúng ta có keyshot. Có crosshair. Mình sẽ thử vẽ. Yep, anh em biết mà. A few moments later. Đấy. Xoay. Trời ơi. Nói gì đi anh em. Thì hiện tại cái client này nó chỉ hoạt động trên Frog thôi. Vào Frog Optify thì nó sẽ mở đơn. Yep. Ok, chúng ta sẽ vào một hai trận để chơi. Ở chúng ta hiện tại chúng ta có một cái tâm. Đấy, anh em nhìn quả phí mẹ. Nhìn được vãi. Đây, hiện tại chúng ta có Airshow ở đây. Sai. Rồi tôi thấy nó rơi này. Rồi. Mình sẽ dùng thử cho anh em cái no HUD cam. Từ. Enciton nhớ. FPS lag quá anh em ơi. Oh my god. Oh shit. Khó chơi thế. Tôi không sao. Không có mưa anh em ơi. Nó cho phép mình tắt xì cài nhá. Đây cũng là video cuối cùng của năm 2023 tính theo âm lịch. Chúc cho anh em có một năm mới thật là nhiều tin lì xì. Úi dồi. Rất là cool nhá. Content thì anh em cũng phải cho chun. Content là từ quan trọng nhất. Anh hiểu chứ, anh em hiểu chứ. Mày. Thì mình sẽ chỉ giới thiệu cái client này thế đây. Thì nếu mà anh muốn trải nghiệm thật thì nhấp hướng dẫn nữa. Tại rồi. Bữa nay game nó lắc lắc kiểu gì anh em ạ. Khó chơi lắm. Thế là mình còn thua thì anh em cũng thông cảm bởi vì nhấp.
tôi thề của đứa Samit rồi. Oh no. Ok. Với cái tình trạng này phải có gì đấy hỗ trợ cho mình. Em biết chúng nó đâu rồi, mình biết chúng nó đâu rồi. Ơ thôi trận nữa, nốt trận để thắng em nhá. Trận này mình sẽ cố thắng em nhá. Ở đây quên mất là nó có cần đổi phông chữ đấy anh em ạ. Đây em để này cái góc này, thì đây là cái nút để đổi menu client. Thế anh em có thể đổi nhập. Và để trận tiếp theo cả bữa này tay cũng lạnh quá anh em ơi. Hello ping ping nào rồi nhá. Ủa thế xong là mình cũng là một cái thằng gọi là thu combat là nào nhỉ? Mày thì cái thứ ấn tượng nhất trong cái client này là cái hình cái tâm này, mình phải mua thế thôi. Mày muốn chơi? Mày à, quên mất mình còn một cái chưa bật, đó chính là block overplay, nhìn đẹp phết. Ngài không bùm hay quá. Hay quá, trông ngầu đấy nhở. Đúng rồi. Yes, let's go. Chúng ta có mỗi xanh lá. Xanh lá là xa lánh. Oh, nó về dùng mình rồi. Oh no, bắt giờ rồi anh em. What the fuck. Chưa nhặt em rồi. Thế con tàng hình giết nó. Đúng rồi. Đúng, con chưa phá rừng mình. Sao nó vẫn chưa phá rừng? Lạ ta. Chắc phải triệu. Ok, mình đang tìm thằng cuối cùng để kết thúc video này. Mình nghĩ mình biết nó ở đâu rồi. Ơ, sợ không biết nó ở đâu luôn ấy. À đây. Mày 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 lại đây lắc à. Lắc này. GG. Ok, và nếu như anh thấy bên này, à cảm ơn anh đã xem hết video này. Chúc anh em một năm mới trọn vẹn. Đây tiết lì xì nha anh em ơi. Và mình muốn nhắc lại là nếu như anh em thích video này, hãy cho mình một like, một subscribe để mình có thật nhiều video như thế này hơn nữa. Yeah. Mệt quá. Ôi trời ơi, mệt quá. Ok, thank you anh em. Cảm ơn anh đã xem video này.